Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề cũng rất là quan trọng đến sức khỏe quý vị, những thói quen gây nên bệnh trĩ và cách khắc phục nó. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc 1900 5454 39 để được tư vấn miễn phí nha. Có thể nói bệnh trĩ là một trong những bệnh tại Việt Nam chúng ta nó rất là nhiều người bị, có thể nói là 10 người đã có 9 người bị rồi. Bệnh trĩ liên quan đến cuộc sống hàng ngày chúng ta, liên quan đến cái sự tự tin giao tiếp, liên quan đến cái công việc thành công hàng ngày chúng ta, cũng là do chúng ta có liên quan tới bệnh này không. Mà bệnh trĩ thường thì người ta hay nói là nó liên quan đến ngành nghề quý vị, hay là liên quan đến thói quen hàng ngày chúng ta. Nếu không khéo thì chúng ta bị bệnh trĩ lúc nào chúng ta không biết, mà đã bị bệnh rồi thì phải nói là cũng rất là khổ đấy ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ giao lưu với chuyên gia của chương trình nhé. Xin giới thiệu quý vị và các bạn, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Lê Châu Hoàng Quốc Trương, giảng viên đại học trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng khoa hậu môn trực tràng bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Quốc Trương ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Trước khi chúng ta giao lưu với bác sĩ Quốc Trương thì xin mời quý vị chúng ta đến với phóng sự chương trình. Anh Hùng là một kỹ sư xây dựng, đặc thù công việc khiến anh luôn phải ngồi một chỗ, sử dụng máy tính và nghiên cứu bản vẽ. Cộng với việc thường xuyên sử dụng cà phê để tỉnh táo trong công việc hay các bữa nhậu với bạn bè, anh Hùng đã mắc chứng bệnh trĩ và rất mệt mỏi với tình trạng này. Nghề nghiệp của tôi là kỹ sư xây dựng. Công việc của tôi là một ngày ngồi 8 tiếng ở văn phòng để thiết kế và xử lý hồ sơ. Khi mà ngồi lâu như vậy thì tôi đã bị bệnh trĩ. Bệnh này nó gây cho tôi cảm giác rất là khó chịu. Thời gian đầu thì đau rát, đi cầu ra máu. Sau đó thì nó lại hình thành nên cái búi trĩ. Thì mỗi khi đi vệ sinh thì nó có xa ra ngoài và nó có thể tự co lên được. Thì thói quen của tôi thì cũng có hay dùng rượu bia để tiếp khách và thuốc lá, đặc biệt là cà phê. Thì sau khi bị bệnh trĩ như vậy, tôi cảm thấy là mình cuộc sống nó không có được thoải mái cho lắm. Các cái công việc mà đi ra ngoài để giao tiếp, làm ăn, nó bị trở ngại. Thì qua cái chương trình tôi mong là được tư vấn giúp cho tôi làm cách nào đó để có cái hướng điều trị tích cực, sớm chữa khỏi bệnh. Trong chương trình chúng ta thấy xuất hiện một chàng trai tên là Bửu Hùng. Hôm nay thì anh ấy cũng sẽ có mặt nơi đây để cùng giao lưu với bác sĩ chuyên gia của chương trình. Xin mời Bửu Hùng. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào bác sĩ. Rất vui được chào đón bạn đến đây. Bạn có thể chia sẻ với tôi là bạn phát hiện ra cái bệnh mình như thế nào, nó có biểu hiện và nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không? Thời gian đầu thì tôi bị táo bón, đi cầu rất là khó khăn. Tôi cảm thấy là bị đau rát ở vùng hậu môn. Tôi nghĩ là mình đã ăn thiếu chất xơ, rau xanh, hoa quả và ít uống nước. Tôi mới cải thiện cái chế độ dinh dưỡng của mình. Nhưng mà tình trạng cũng không khá hơn. Thì theo thời gian tôi lại đi cầu ra máu, rồi lại xa cái búi trĩ ra bên ngoài, làm cho tôi cảm thấy đau rát, rất khó chịu. Nó ảnh hưởng tới công việc hàng ngày của tôi và cũng như những sinh hoạt đời thường. Bác sĩ Quốc Trương có thể cho anh biết là như thế có phải bệnh trĩ hay không ạ? Theo những gì mà Hùng mô tả với chúng ta thì như vậy thì Hùng có thể đã bị bệnh trĩ. Và có thể cái tình trạng của Hùng là mình đã bị trĩ mà người ta xếp độ ở mức độ 2, tức là mình bị trĩ độ 2. Mà bác sĩ Trương có thể cho tôi biết được là bệnh trĩ là loại bệnh như thế nào ạ? Bệnh trĩ thì như chúng ta đã biết là một cái loại bệnh rất là phổ biến ở cái vùng hậu môn trực tràng. Bệnh trĩ là do sự phình giãn quá mức của những cái búi tĩnh mạch trĩ ở vùng hậu môn trực tràng. Trĩ có thể là chia ra làm nhiều mức độ cũng như là nhiều cái thể loại bệnh khác nhau. Có thể là bệnh trĩ nội, trĩ ngoại hoặc là kết hợp giữa trĩ nội và trĩ ngoại thì người ta gọi là cái trĩ hỗn hợp. Những cái biểu hiện nào cho thấy rằng chúng ta đã bị bệnh trĩ? Bệnh trĩ thật ra là một cái loại bệnh rất là dễ chẩn đoán. Người bệnh người ta cũng có thể tự chẩn đoán và tự dự đoán được là mình bị bệnh trĩ. Triệu chứng thứ nhất là bệnh nhân sẽ đại tiện ra máu. Đại tiện ra máu trong bệnh trĩ sẽ là đại tiện ra máu đỏ tươi. Triệu chứng thứ hai của bệnh trĩ đó là cái bị xa lồi cái búi trĩ ra ngoài. Và cái triệu chứng thứ ba của bệnh trĩ là nó có thể gây đau.
kèm theo đó bệnh nhân sẽ rất là thường gặp những cái triệu chứng đi kèm, chẳng hạn như là bệnh nhân sẽ bị ngứa hậu môn, rát hậu môn do cái dịch ở trong cái trực tràng, trong ống hậu môn nó đi theo cái búi trĩ nó ra ngoài, dính ở ngoài da xung quanh hậu môn, làm cho người bệnh cảm thấy ngứa, rát, cảm thấy rất là khó chịu và ảnh hưởng rất nhiều trong cái sinh hoạt cũng như là cái công việc hàng ngày của người bệnh. Dạ. Nhưng mà bác Trương ơi, cái nguyên nhân và lý do tại sao mình bị bệnh trĩ vậy? Nguyên nhân của bệnh trĩ thì thật ra cho đến hiện nay người ta vẫn chưa khẳng định được cái nguyên nhân nào chính yếu gây ra cái bệnh trĩ. Tuy nhiên người ta thấy rằng nó có những cái yếu tố nguy cơ sẽ dẫn đến bệnh trĩ, và trong đó cái hàng đầu thì chúng ta phải nói đến đó là cái tình trạng táo bón kéo dài. Cái thứ hai là do những cái thói quen sinh hoạt trong hàng ngày của chúng ta. Thói quen đó bao gồm là những cái việc chúng ta ăn uống, chế độ dinh dưỡng, chúng ta ăn thiếu chất xơ, rồi chúng ta uống ít nước quá. Đó, rồi cái thói quen sinh hoạt là do chúng ta những cái tính chất công việc, chẳng hạn như những cái nghề nghiệp đòi hỏi chúng ta phải ngồi lâu quá nhiều, chẳng hạn như là những cái người nhân viên văn phòng, đó, rồi những tài xế, những cái thợ may, hoặc là những cái người làm công việc nặng, phải khiêng vác nặng, đó, thì sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh trĩ. Và cái thứ ba, những cái rối loạn ở cái bệnh lý ở đường ruột, ở vùng hậu môn trực tràng cũng có thể dẫn đến bệnh trĩ, chẳng hạn như là những cái người bị bệnh hội chứng ruột kích thích, hay là người ta hay gọi là bị viêm đại tràng kéo dài, làm cho người bệnh đi cầu phải rặn nhiều. Nếu chúng ta không điều chỉnh những cái bệnh đó thì chúng ta sẽ gây ra bệnh trĩ. Và cuối cùng là những cái yếu tố mà chúng ta có thể gặp và nó có làm ảnh hưởng đến bệnh trĩ, chẳng hạn như là những cái người phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai thì những cái tháng cuối của thai kỳ, do cái tử cung nó phát triển lớn lên thì nó sẽ đè ép vào những cái tĩnh mạch ở cái vùng chậu đó, làm cho sự hồi lưu của tĩnh mạch trĩ nó bị cản trở. Khi mà phụ nữ sanh xong thì cái tình trạng trĩ có thể giảm xuống. Cảm ơn bác sĩ. Xin mời quý vị đến với tình huống của chương trình. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự ở thiên đàng, thấy con uống rượu mà hai hàng lệ rơi. Công nhận lâu lâu ngâm thơ tới như hạch vui. Trời anh Hà, gì mà ngồi lèm bèm có mình vậy anh Hà? Vui này, có chuyện vui nên ngồi ngâm thơ chơi á. Vừa lúc mà chị sắp làm đồ ăn xong á là cậu đi qua là quá hay rồi. Có đó, nước mắt quê hương nha. Gì vậy anh? Thôi đừng có hỏi, biết vậy là được rồi. Uống nó cay cay nồng nồng là được rồi. Trời ơi, chỉ có anh hiểu em thôi à. À đó. Uống thì uống cho đời bớt khổ lên chứ bây giờ khổ quá mà. Nữa khổ nữa. Trời ơi, tôi nói cậu là số 1 rồi. Trong cái khu mình mà có ai bằng cậu đâu mà cậu nói vậy. Trời ơi, nhưng mà bây giờ em đang rất là khổ tâm. Sao khổ, chuyện gì nữa? Anh không biết vụ gì hả? Thôi có cãi đâu biết. Vụ gì? Đây nè, anh kể em nghe. Bộ nhí em nó giận em rồi. Ủa trời, của bộ nhí mà còn giận nữa hả? Chứ sao? Mà vụ gì giận? Nè, em kể anh nha. Hôm bữa em ra ngồi uống cà phê. Cái đầu ngõ nhà bộ nhí em đó. Em đang uống cà phê vậy đó. Đó. Rồi xong rồi có nhỏ xinh đẹp nó bước tới. Đó, nó lại nó hỏi, anh ơi có bật lửa không cho em mượn? Đó, em cho nó mượn. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện tán dóc qua tán lại thôi. Rồi, cái em nói với nó là em đang xây ba cái biệt thự. Một ngày em phải đi ít nhất là 5 chiếc ô tô. Vậy đó, mà cái con quỷ bán cà phê nó nghe, ba chớp ba nhán sao, nó mét cái con bồ em là kêu em chém gió. Nghĩ sao cậu về mà nó nói cậu chém gió? Thì đó. Tôi ngồi kế bên tôi lạnh nè, đâu có chém gió đâu. Chém bão luôn rồi, đâu có gió nữa. Trời, cái gì vậy anh Hà, anh không hiểu tính em hả? Em hỏi anh nè, em làm nghề gì? Thì xây dựng. Đó, bây giờ không phải em đang xây dựng ba cái biệt thự hả? À đúng rồi ha. Rồi con nhà vợ em làm nghề gì? Rửa xe. Rửa xe. Một ngày rửa ít nhất là 5 chiếc. Em nói đúng hay sai? Nó nghe ba chớp ba nhán nó nói xong giờ con bồ nhí em giận em luôn rồi. Trời ơi, công nhận hay thiệt ha. Rồi thôi, cái chuyện đó chuyện bỏ qua bên đi. Cái chuyện buồn bực gì, không có kêu này thì ta bài kêu khác. Không có keo chơi lọ cũng được, cái sao đâu nha. Rồi thôi giờ vô trong đi để chuẩn bị đi. Ê Quan à, gì vậy? Không có gì, thốn quá hả? Bị gì thốn? Sao thốn? Dạo này biết sao mà đau khu thần kinh tọa vậy này, nó đau quá. Mỗi lần đi ngoài vậy thì còn có máu nữa. Hả? Đi ngoài có máu hả? Ừ. Ê, có khi nào anh bị trĩ ngoại không? Trĩ luôn hả? Hèn gì sao dạo này thấy nó nhói nhói hoài.
tưởng đâu trái tim mình tụt đâu xuống dưới sao nó nhói tim, con này nhói cái này đau quá. Trời ơi không có đâu, đi khám liền đi, đi khám liền. Vợ em cũng có những cái triệu chứng y như vậy là bị trị ngoại đó. Thôi bây giờ sẵn đây tôi hỏi cái chị này nè, nó có những dạng bệnh như thế nào và cái biểu hiện của nó ra sao? Ơi anh hỏi em sao em biết, cái này anh phải hỏi bác sĩ. À phải phải hỏi bác sĩ chứ. Trong tình huống của chương trình thì có một câu hỏi đặt ra là bệnh trĩ có bao nhiêu dạng và mỗi dạng nó có biểu hiện như thế nào ạ? Theo cái quan điểm của y học hiện đại thì bệnh trĩ người ta chia ra làm 3 cái loại. Thứ nhất là trĩ ngoại, thứ hai là trĩ nội và cuối cùng là trĩ hỗn hợp, tức là vừa có trĩ nội vừa có trĩ ngoại. Trĩ ngoại về mặt y khoa thì những búi trĩ ngoại là những búi trĩ nằm dưới đường lược, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái búi trĩ này nó nằm ở ngay chỗ cái rìa của ống hậu môn. Thì trĩ ngoại là một cái bệnh rất là thường gặp. Tuy nhiên những cái người bệnh nhân thường á thì là sẽ không có để ý, không có quan tâm đến cái trĩ ngoại này, tại vì là nó ít khi nào đi cầu ra máu, chỉ chủ yếu là gây ngứa rát và gây khó chịu. Cái dạng thứ hai là trĩ nội. Trĩ nội thì tùy theo cái mức độ, người ta chia làm 4 cấp độ, từ độ 1 đến độ 4. Trong đó độ 1 là nhẹ nhất và độ 4 là nặng nhất. Thì cái mức độ của cái trĩ nội á, thì ban đầu là nó nằm ở bên trong ống hậu môn. Ví dụ như độ 1, độ 2 thì khó khi nào mà người bệnh có thể tự phát hiện được, tại nó nằm ở bên trong ống hậu môn. Nhưng mà sau đó lâu dần bệnh nặng hơn, ở độ 3, độ 4 thì cái búi trĩ nó sẽ xa ra ngoài. Cái búi trĩ nội này nó sẽ gây ra triệu chứng chảy máu rất là nhiều và búi trĩ xa ra, không còn thụt lên được chỗ nữa. Và ở cái dạng cuối cùng đó là dạng hỗn hợp, tức là bệnh nhân vừa có trĩ nội vừa có trĩ ngoại. Thì cái đây là cái tình trạng là nặng nhất của cái bệnh trĩ. Khi mà để đến mức độ mà trĩ hỗn hợp thì thông thường là chúng ta cần phải đòi hỏi những cái biện pháp can thiệp hơn là chỉ sử dụng những loại thuốc. Chúng ta cần phải để ý và phát hiện sớm những cái dạng biểu hiện từ ban đầu của bệnh trĩ để chữa trị sớm thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ tốt hơn. Thưa bác sĩ, nếu như chúng ta không điều trị kịp thời bởi vì lý do là ngại đi thăm khám để kéo dài thời gian thì cái bệnh trĩ đó nó có gây nguy hiểm tới tính mạng hay không ạ? Về nguyên tắc thì bệnh trĩ là bệnh lành tính đó, là thành ra là không gây nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để tình trạng bệnh nặng, bệnh trạng bệnh ở mức độ nhiều thì sẽ gây ra những cái biến chứng, những biến chứng đó đôi khi rất là nguy hiểm. Thứ nhất, những cái biến chứng của bệnh trĩ bao gồm, thứ nhất là búi trĩ xa nghẹt. Chúng ta để búi trĩ lâu ngày, chúng ta để tình trạng táo bón kéo dài, khi chúng ta rặn nhiều, búi trĩ xa ra ngoài, không thể thu gọn lên được nữa và bị thiếu máu nuôi, sưng búi trĩ lên, nhiễm trùng búi trĩ, xem ra bệnh nhân búi trĩ bị xa, nghẹt, hoại tử. Và nếu mà tình trạng nặng hơn nữa thì những cái tình trạng mà nhiễm trùng của búi trĩ đó thì nó rất là dễ dàng, vi khuẩn rất là dễ dàng đi vào trong máu và gây ra một tình trạng nguy hiểm là nhiễm trùng huyết, thì có thể là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái thứ hai quan trọng trong cái bệnh trĩ mà chúng ta cần phải chẩn đoán và điều trị sớm đó là nó gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng ta, làm ảnh hưởng đến công việc. Do vậy thì tất cả những cái loại bệnh nào thì chúng ta chẩn đoán sớm, chúng ta điều trị sớm thì kết quả sẽ tốt hơn. Hiện nay thì có nhiều cái phương pháp mà điều trị bệnh trĩ không thưa bác sĩ? Về mặt điều trị của bệnh trĩ thì chúng ta chia làm 3 cái mức độ. Cái mức độ thứ nhất là chúng ta sẽ điều trị bằng thuốc. Cái thứ hai là chúng ta phải điều trị bằng các biện pháp thủ thuật. Và thứ ba là chúng ta điều trị bằng các biện pháp phẫu thuật. Tất cả những cái biện pháp đó chúng ta đều phải kết hợp với một cái việc là chúng ta phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt và thay đổi chế độ ăn, thay đổi lối sống để chúng ta có thể chữa trị và phòng ngừa bệnh trĩ. Thì đối với những cái trĩ ở mức độ nhẹ, độ 1, độ 2 thì chúng ta có thể chữa bệnh bằng thuốc. Cái bước thứ hai ở những cái mức độ nặng hơn thì chúng ta phải sử dụng những cái thủ thuật để điều trị cho bệnh trĩ. Thì thủ thuật điều trị bệnh trĩ hiện nay thì có rất là nhiều. Chúng ta có thể sử dụng bằng cách thắt dây thun, chúng ta có thể sử dụng bằng quang đông hồng ngoại, chúng ta có thể sử dụng laser, chúng ta có thể sử dụng sóng cao tần, chúng ta có thể sử dụng cái dao đốt lưỡng cực. Tất cả những cái biện pháp thủ thuật đó thì có ưu điểm là bệnh nhân có thể điều trị và đi về ngay trong ngày chứ không phải nằm viện. Và cái biện pháp điều trị cuối cùng là chúng ta phải phẫu thuật để điều trị bệnh trĩ. Phẫu thuật thì chúng ta có chia làm 2 cái nhóm chính.
là cái điều trị theo những cái cách trị kinh điển. Cái thứ hai là điều trị bằng những phương pháp mới như là phẫu thuật Longo, tức là sử dụng máy PVH. Thì điều trị cắt trĩ kinh điển, hiệu quả của nó mang lại rất là nhiều và điều trị triệt để cho bệnh trĩ. Tức là tất cả những cái dạng bệnh trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ống hợp thì chúng ta đều có thể áp dụng được để điều trị bằng cái phương pháp điều trị phẫu thuật kinh điển. Tuy nhiên, nhược điểm của phẫu thuật kinh điển là sẽ làm cho người bệnh đau đớn rất là nhiều sau phẫu thuật. Thành ra là cái bước tiến bộ của phẫu thuật là người ta sẽ sử dụng những cái biện pháp can thiệp mới như là sử dụng cái máy PVH để điều trị bệnh trĩ. Thì phẫu thuật Longo ra đời gần đây, thì phẫu thuật Longo được chứng tỏ là ưu điểm là sẽ làm giảm đau cho người bệnh. Tuy nhiên, phẫu thuật Longo lại có hạn chế là chúng ta không thể điều trị được cho những cái bệnh nhân mà bị trĩ ngoại nhiều quá, bị trĩ hỗn hợp. Người ta nói điều trị bệnh trĩ là cũng rất là nhiều cách giống như bác sĩ nói, nhưng ngoài việc uống thuốc, chữa trị đông y cũng rất là hiệu quả. Vậy thì bác sĩ cho tôi biết là cái đặc điểm của điều trị bằng thuốc đông y như thế nào và cái hiệu quả nó ra sao? Việc điều trị bệnh trĩ bằng đông y thì chúng ta có thể thấy rằng thứ nhất là nó hiệu quả, thứ hai là nó an toàn. Tại vì đông y, những cái vị thuốc đông y là đa phần là sẽ được trích xuất từ những cái dạng cây cỏ của Việt Nam mình, thành ra là nó rất là hiệu quả. Và thứ ba là chúng ta có thể sử dụng kéo dài mà không có sợ bị cái tác dụng phụ. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. An Kỷ Vương hân hạnh tài trợ chương trình này. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab Hybro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trời đất ơi. Trời ơi. Sao ngồi đây vậy má? Chủ nhà kiếm quá trời kìa. Trời ơi, ta kêu đóng tiền. Đi qua bên kia rồi. Ừ, thiệt khó quá à. Đi qua nhắc đóng tiền. Đóng tiền nhà. Trời ơi, đã nói rồi. Nhớ không? Nhớ gì? Đầu tháng đó. Ừ. Tôi đưa cho cô 150.000 rồi. Anh mới nói gì đó? Ừ, cái gì hả? Nói gì đâu? Anh mới dùng từ gì? 150.000. Không phải, từ đó trước. Tôi đưa. Cho gì? Cô. Ừ, coi như hết 150.000. Hả? Nói cô là hết luôn 150.000 hả? Ủa chứ còn gì nữa, anh mắc cười quá à. 150.000 tiền gì dữ vậy? Bây giờ không é được tiền nhà mà bây giờ nói là tiền gì? É được tiền nhà gì? Trời ơi, anh đi kêu mua lạc rang nè, đậu phộng nè, rượu chè cho anh uống à. Đi mua giùm thôi chứ tôi đâu phải bạn gái anh đâu. Trời ơi, tính này cũng vừa vừa thôi, lạc rang với đậu phộng là một thứ rồi, chừng nào nó là đậu phộng húng liều kìa, còn cái gì ăn uống mà. Thì đúng rồi, mấy cái đó 50.000 hà, còn 100.000 là phạt tiền cái chữ cô đó. Nghe lùng bùng lỗ tai luôn. Có nghĩa là giờ sao? Tiền bạc là xài rồng xong rồi hả? Là xong rồi cái rồi đó. Rồi bây giờ còn tiền gì nữa? Rồi đúng rồi nè. Hai đứa ở chung. Thì cái người thiệt hại là tôi nè. Cô phải đóng tiền hơn tôi chứ bây giờ. Anh mắc cười quá à. Trời ơi, anh nào không phải ga lăng chứ. Thì đúng là đàn ông phải ga lăng. Thì nói chung là người ta đòi tiền nhà lắm tiền nhà đi, mệt quá à. Thôi bây giờ vậy nè, coi không sao? Nói nhiều nữa. Thật sự bây giờ tiền nhà phải không? Rồi tôi sẽ đi tôi xoay sở tôi đóng cho cô. Rồi vậy là còn cái chuyện mà tôi với cô đó nè. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về rồi. Nhau. Thế ghê quá, làm như đẹp trai lắm vậy. Trời. Thôi, từ từ nói nhiều nữa rồi, từ từ tính. Trời lẹ đi thiệt luôn á, từ từ cái gì không biết. Bây giờ làm vậy, tiền bạc, từ từ tôi lo. Rồi, vậy đi. Mệt ghê. Ê, đứng lên coi. Đứng lên. Quen dầm coi. Ý, cái gì vậy cha? Hết đau rồi hả? Hết đau rồi, đúng rồi, hết rồi. Ủa, hết thiệt luôn hả? Ừ. Trời sao hay vậy? Chỉ đi. Chị hả? Trời biết sao không? Bạn trai em nó đang bị nè, mới mốt né cái chữ chỉ giùm tôi nha, mỗi lần nói chữ chỉ tôi sợ lắm. Chỉ làm sao hết bệnh chỉ phải không? Chị bảo đó hả, bụ bối của tôi đó
cái sản phẩm này á, nó có thành phần tác dụng ra làm sao, sao nó kỳ diệu vậy? Qua tình huống chương trình thì chúng ta thấy được nhắc đến một cái sản phẩm đó là An Trị Vương. Vậy thì sẵn đây bác sĩ cũng có thể cho chúng tôi biết được là cái thành phần cũng như là cái tác dụng của An Trị Vương như thế nào đối với những người đã bình trị. An Trị Vương là có những cái thành phần chính bao gồm là cao rau diếp cá, thứ hai là đương quy, thứ ba là rutin trong hoa hòe, thứ tư là cái curcumin nhưng mà là ở dạng meriva, và cuối cùng là trong cái An Trị Vương có thêm một ít magie. Chúng ta thấy rau diếp cá là một cái vị thuốc rất là lâu đời của dân gian của chúng ta để điều trị bệnh trĩ. Cái tính chất của cái rau diếp cá thì trong đó chúng ta thấy rằng nó có cái quercetin và isocarcetin, là nó có tác dụng làm lợi tiểu, làm bền thành mạch, nó tác dụng kháng khuẩn. Thành ra rau diếp cá từ lâu đã được sử dụng để điều trị bệnh trĩ và điều trị những cái tình trạng rối loạn ở vùng hậu môn trực tràng như là bệnh viêm ruột hoặc là những cái tình trạng bị kiết lỵ. Cái thành phần thứ hai là đương quy. Đương quy thì có tác dụng nổi trội đó là chống táo bón và làm thông ruột. Và cái thứ hai cho tác dụng của đương quy, nó còn có tác dụng bổ máu. Tại vì là trong những cái người bệnh trĩ thì người ta đi cầu ra máu nhiều, người ta bị mất máu, thành ra sử dụng đương quy là một cái thuốc, cái vị thuốc rất là quý. Và cái thứ ba là rutin. Rutin thì có nhiều trong hoa hòe. Rutin là được sử dụng để dùng làm bền thành mạch máu. Thành ra rutin là một cái chất được chiết xuất sử dụng để cho những cái bệnh về mạch máu, chẳng hạn như là phòng ngừa xơ vữa động mạch, rồi bệnh suy giãn tĩnh mạch và bệnh trĩ. Và cuối cùng, thành phần rất là đặc biệt trong cái An Trị Vương đó là curcumin, tức là tinh chất nghệ. Thì tinh chất nghệ là có tính kháng viêm rất là mạnh. Tuy nhiên, với một cái tinh chất nghệ bình thường á, thì cái sự hấp thu cũng như là cái sự khả dụng của curcumin trong cơ thể chúng ta lại rất là kém. Tại vì curcumin nó không có tan trong nước. Thành ra curcumin mà ở dạng meriva, tức là kết hợp giữa curcumin và lecithin của đậu nành, sẽ làm tăng tính khả dụng của cái curcumin vào trong cơ thể của chúng ta, làm cho sự hấp thu của curcumin vào trong cơ thể chúng ta tăng lên gấp 30 lần. Thành ra cái hiệu quả của cái kháng viêm của cái curcumin này là nó sẽ rất là tốt. Thì cái An Trị Vương có thể nói là một trong những cái loại thực phẩm chức năng mà chúng ta có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị cũng như là phòng ngừa cho cái bệnh trĩ. Dạ thưa bác sĩ, đối với tình trạng bệnh của tôi thì tôi có thể sử dụng sản phẩm này không ạ? Và khi sử dụng sản phẩm này thì tôi cần phải lưu ý những vấn đề gì ạ? Với tình trạng của Hùng thì hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này. Bởi vì là cái sản phẩm này đã được kiểm nghiệm, thứ hai là đã được chứng minh bằng những cái nghiên cứu lâm sàng ở Viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thì khi mà sử dụng sản phẩm này, chúng ta có những cái lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng đúng liều lượng. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng đủ thời gian. Cảm ơn bác sĩ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ như sau. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 60 tuổi, do thói quen ăn uống nhiều đồ cay nóng, cuối ngày lại hay đi nhậu, nên hiện nay tôi đã bị trĩ độ 2. Tôi đi khám và được khuyên nên sử dụng sản phẩm thảo dược để điều trị bệnh trĩ. Tôi không biết liệu bệnh tình của tôi có thể sử dụng sản phẩm này được hay không, và cách sử dụng như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của chú. Thì đối với một cái người mà có nhiều cái thói quen, yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ và cuối cùng là đã bị bệnh trĩ ở mức độ 2 như vậy, thì cái chọn lựa tốt nhất có thể là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm thực phẩm chức năng để điều trị bệnh trĩ. Và sản phẩm này, thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là nó có hiệu quả, và thứ ba là chúng ta có thể sử dụng kéo dài để điều trị cũng như là phòng ngừa cho cái bệnh trĩ. Thì cái lời khuyên cho chú là chú có thể sử dụng cái sản phẩm này với cái liều lượng là trong khoảng 2 tuần lễ đầu thì mình xài cái liều nó tấn công, tức là liều 9 viên chia 3 lần trong một ngày. Sau đó chúng ta sẽ duy trì khoảng từ 4 đến 6 viên chia 2 lần trong một ngày trong khoảng vài tháng để có thể trị dứt điểm cái bệnh trĩ và cũng như là phòng ngừa đừng có để bệnh trĩ bị tái phát. Câu hỏi thứ hai như sau. Thưa bác sĩ, tôi đã bị trĩ lâu năm
Do bệnh ở vùng kín đáo nên tôi ngại đi khám. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh của tôi chuyển nặng, lúc nào cũng xuất hiện búi trĩ lòi ra ngoài hậu môn, đi cầu rất đau và chảy máu nhiều. Tôi đi khám bác sĩ đã nói mắc trĩ độ 4 phải phẫu thuật. Tuy nhiên tôi rất sợ phẫu thuật, không biết bệnh của tôi cần làm gì để chữa khỏi và phòng tránh tái phát sau này ạ. Đối với trường hợp mà bị trĩ ở mức độ 4, tức là búi trĩ đã xa ra ngoài thường xuyên, không thể nào thu nhỏ lại được, thì chúng ta cái biện pháp điều trị triệt để là chúng ta cần phải phẫu thuật. Và cái chọn lựa phẫu thuật như thế nào thì sẽ tùy theo cái quyết định của bác sĩ điều trị cũng như là tình trạng sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà anh cảm thấy là mình lo ngại về cái phẫu thuật quá thì chúng ta có thể điều trị bằng thuốc để hỗ trợ. Dĩ nhiên trong những tình trạng này thì cái thuốc nó sẽ không làm giảm hoàn toàn được cái triệu chứng của bệnh trĩ của mình. Nó chỉ giảm được khoảng 50-60% cái triệu chứng của mình thôi. Thì với cái tình trạng mà trĩ nặng độ 4 như vậy thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm để hỗ trợ điều trị bằng cái liều tấn công 9 viên một ngày chia làm 3 lần trong 2 tuần. Và chúng ta sẽ xem xét cái hiệu quả của cái thuốc này như thế nào. Và sau đó nếu mà chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta điều trị bằng thuốc này nó không có hiệu quả như mong đợi thì cái biện pháp sau cùng vẫn là chọn lựa cái phẫu thuật để điều trị bệnh trĩ ở mức độ 4 của anh. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ thạc sĩ Quốc Chương. Như vậy là bạn cũng đã an tâm rồi ha. Có sự tư vấn của bác sĩ thạc sĩ Quốc Chương thì hy vọng rằng chúng ta sẽ chữa hết bệnh trĩ. Vấn đề chỗ còn lại là chúng ta phải uống thuốc thường xuyên luôn. An Kỷ Vương hân hạnh tài trợ chương trình này. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab Hybro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả của chương trình. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau. Sản phẩm chứa các thành phần từ thảo dược thiên nhiên như cao diếp cá, đương quy, rutin, curcumin dạng Mediva giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh trĩ đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01239726XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn quý vị, đặc biệt cảm ơn sản phẩm An Trị Vương của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngay sau khi nhận được những tư vấn về công dụng tích cực của sản phẩm, anh Hùng đã tìm mua và an tâm sử dụng. Chỉ với một tháng sử dụng, tình trạng bệnh của anh đã gần như không còn nữa. Sau khi sử dụng sản phẩm An Trị Dương, các dấu hiệu bệnh trĩ của tôi như đau rát, chảy máu đã không còn nữa sau 3 ngày. Sau 1 tháng thì búi trĩ hết hẳn. Giờ đây tôi có thể hoàn toàn yên tâm ra ngoài công tác hoặc tham dự các buổi tiệc tùng liên quan tán gẫu cùng bạn bè mà không còn phải lo lắng nữa. Tôi sẽ cố gắng kiên trì chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ rau quả tươi, chất xơ và thường xuyên tập thể dục để cho bệnh trĩ không còn quay lại nữa. Y học cổ truyền cho rằng trĩ là một bệnh mãn tính do các tĩnh mạch trực tràng hậu môn bị giãn và sung huyết thành búi hoặc nhiều búi. Với các thành phần từ thiên nhiên, sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ, cải thiện các triệu chứng của bệnh trĩ và các biến chứng của bệnh trĩ, đồng thời hỗ trợ điều trị và phòng ngừa táo bón, giúp bảo vệ và tăng sức bền của tĩnh mạch, tăng cường sức khỏe tĩnh mạch và đường tiêu hóa.
Tắc biệt sản phẩm còn an toàn cho cả phụ nữ có thai và cho con bú.